Sông sao một lãnh đạo Mỹ yêu cầu điều tra lại cái chết bất thường của ca sĩ Phi nhung. Mới đây một lãnh đạo tại Mỹ đã có công văn yêu cầu tiến hành điều tra lại nguyên nhân Phi nhung qua đời, bởi dù gì cô cũng là một công dân của nước Mỹ. Theo đó nhà lãnh đạo này đã có chỉ thị cho các cơ quan tình báo xem xét thông tin mật về cái chết của ca sĩ Phi nhung, tìm hiểu thật kỹ nguyên nhân bí ẩn phía sau, xem có điều gì mờ ám hay không. Vào ngày hôm nay nhà lãnh đạo Mỹ cho biết cơ quan tình báo vừa công bố hai kịch bản có thể xảy ra liên quan đến cái chết của ca sĩ phi nhung nhưng vẫn chưa thể đưa ra đáp án chính xác về sự việc này theo đó tang lễ của phi nhung vừa được cử hành xong con gái wendy lập tức đến bộ ngoại giao mỹ yêu cầu điều tra xem xét lại về cái chết bất thường của phi nhung ngoài ra cô nhấn mạnh việc này có thể liên quan đến bà nguyễn phương hằng mong có thể tìm lại danh dự cho cố ca sĩ phi nhung theo đó cũng có nhiều luồng thông tin cho rằng có thể cái chết của Phi Nhung có sự sắp đặt của một thế lực nào đó. Chứ mất vì Covid-19 rất khó xảy ra, bởi trước đó cô từng có kết quả xét nghiệm âm tính với loại virus này. Cùng với đó, hàng loạt cộng đồng mạng vào bình luận ủng hộ cho hành động này của con gái Phi Nhung bởi không thể để một người đã khuất phải gánh chịu tiếng xấu từ những lời bị đặt của bà Nguyễn Phương Hằng. Trước đó, ca sĩ Phi Nhung qua đời vào 12 giờ 15 phút trưa ngày 28 tháng 9, sau hơn một tháng chữa trị Covid-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy. Con gái ruột của chị Wendy Phạm, vì ở Mỹ nên nghệ sĩ Việt Hương đại diện cho gia đình lo hậu sự cho đồng nghiệp. Theo đại diện bệnh viện, Phi Nhung qua đời do biến chứng nặng của Covid-19, hoại tử một phần phổi và suy đa cơ quan. Trước đó, ca sĩ được chạy emo, lọc máu và được điều trị bằng các loại thuốc cao cấp nhất. Wendy tiết lộ sốc, mẹ Phi Nhung vẫn còn sống, đang được hồi sinh tại Mỹ. Phi Nhung được cho là vẫn còn sống, tất cả chỉ là màn kịch dư luận. Điều này đang khiến nhiều người vô cùng hoang mang tột độ. Cụ thể vào sáng nay trên mạng liên tục đồn đoán thông tin chưa được kiểm chứng, cho rằng ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống tại Mỹ, nhưng cô tạm thời ở ẩn và tất cả xảy ra chỉ là đánh lừa dư luận. Rất có thể Phi Nhung sẽ sống một cuộc sống không còn là một cô ca sĩ nữa, mà chỉ là một người bình thường người chết sẽ được hồi sinh trong tương lai nhờ sự tiên tiến của khoa học công nghệ. Đó là niềm tin về thế giới bí ẩn của một số người. Một phần trong chúng ta tin rằng chết là dấu chấm hết cuộc đời của một con người, còn một số người cho rằng cuộc sống sau khi chết là sự tồn tại của linh hồn. Khi thân xác tiêu biến sẽ còn lại một cái gì đó huyền bí, vẫn chưa được chứng minh bằng khoa học tuy nhiên đối với những người bị ám ảnh bởi kỹ thuật đồng lạnh một cuộc sống thứ hai hay chính xác hơn là một cuộc sống được hồi sinh sau khi chết sẽ thành công trong tương lai họ coi đây là một công nghệ kỳ diệu sau khi chết thậm chí tiến đến sự bất tử để đăng ký tham gia sử dụng phương pháp sống lại một khách hàng phải trải qua những thủ tục phức tạp tại mỹ trước tiên bạn phải có giấy chết hợp pháp nếu không những người bảo quản xác sẽ bị mang tội giết người hoặc trợ tử Tiếp theo, các kỹ thuật viên tiêm một liều thuốc làm tim ngừng đập và khách hàng sẽ chết làm sàn. Toàn thân xác được bảo quản một lớp làm lạnh, làm khí quản hay thực quản cùng các nội quan, không bị đóng băng khi nhiệt độ xuống thấp. Cuối cùng, cơ thể sẽ được bảo quản trong nịt tờ lỏng ở nhiệt độ khoảng âm 200 độ C. Và sau đó từng ngày, chờ đợi sự phát triển của y học thế giới. Đa số các công ty thực hiện việc này để yêu cầu mất giá khoảng 2 tỷ trở lên. Ngoài ra khách hàng phải cam kết nộp vào khoảng 6,2 triệu đồng mỗi năm. Wendy cùng ông xã đọc kênh cầu nguyện trong ngày cúng thức thứ sáu của cố ca sĩ Phi Nhung. Những ngày Phi Nhung qua đời, gia đình và con gái cùng ngồi đọc kênh cầu nguyện mong cố ca sĩ ra đi thanh thản. Đến nay đã tròn sáu thất kể từ khi giọng ca bông điên điện mất. Tin Phi Nhung từ giả cởi trần đến giờ phút này vẫn khiến nhiều người bàng hoàng và tiếc thương. Hơn ai hết gia đình hay những người bạn đồng nghiệp thân thiết của nữ ca sĩ là người đau lòng nhất khi ôn lại kỷ niệm đẹp với cố nghệ sĩ. Vào ngày 8 tháng 11, tròn thức thứ sáu của cố ca sĩ Phi Nhung, mới đây trên trang cá nhân của mình, em họ giọng ca áo cưới Cà Mau đăng tải loạt ảnh tại tỉnh xa Giác An tại Mỹ trong ngày cúng thức cố ca sĩ. Mỗi ngày trôi qua, mọi người cùng ngồi đọc kinh cầu nguyện cho Phi Nhung ra đi thanh thản. Anh đã viết, tức thứ sáu của tịnh bình mọi người nhớ nhung rất nhiều Bàn thờ của cố ca sĩ đầy đủ được chăm sóc kỹ bởi người con gái ruột Wendy Phạm và từ những người khán giả yêu thương và quý mến cố ca sĩ Phi Nhung. Trên trang cá nhân quản lý của giọng ca Bầu ơi đừng khóc cũng vừa cập nhật loạt ảnh ở sân bay. Chị Diễm Phạm đã về lại Việt Nam sau hành trình đưa Phi Nhung về Mỹ và lo tang lễ cùng gia đình. Em về tới Việt Nam rồi nhé, chị chia sẻ. Trước đó vào buổi tưởng niệm cố ca sĩ Phi Nhung, Wendy Phạm cùng đại diện tỉnh Xá Giác An công bố số tiền phúng điếu tàn lễ tại Mỹ là 72.000 USD và 22.000 USD số tiền khi thợ hương linh của Phi Nhung. Nối tiếp tâm nguyện của mẹ, Wendy cho biết cô sẽ góp một nửa tiền xây dựng trường dạy tiếng Việt mang tên Việt ngữ Phi Nhung tại Mỹ, nửa còn lại gửi về Việt Nam hỗ trợ nạn nhân Covid-19. Mở trường Việt ngữ tại Mỹ, Wendy mong muốn những thế hệ người Việt sau này tại Mỹ có cơ hội được học và tìm hiểu về văn hóa Việt. Con có hai bé, mẹ thường xuyên nói chuyện với con mỗi ngày. Mỗi lần gọi, mẹ lại la sao con không dạy tiếng Việt cho bé. Mẹ dặn con phải nhớ dạy tiếng Việt cho con để nói tiếng Việt với ngoại. Con nói dạ con sẽ tìm trường để cho hai bé đi học. Con sẽ cho bé lớn học trước, con gái phi nhung tâm sự. Thông tin Cà Mau, một bác sĩ trưởng khoa trốn khỏi nơi cách ly đi về nhà. Một bác sĩ trưởng khoa là F1 đang cách ly y tế phòng dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời, Cà Mau, nhưng trốn khỏi nơi cách ly để về nhà. Ngày 9 tháng 11, bác sĩ Huỳnh Thanh Tạo, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, xác nhận với phóng viên thanh niên việc một bác sĩ trưởng khoa là F1 đang cách ly tại khu dành riêng cho nhân viên y tế tại bệnh viện này đã trốn cách ly đi về nhà. Theo đó, trưa ngày 8 tháng 11, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời tiếp nhận thông tin bác sĩ HTQ, 48 tuổi, trưởng khoa liên chuyên khoa của Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời, là F1 đang cách ly tại khu vực cách ly dành riêng cho nhân viên y tế, tự ý rời bỏ khu cách ly. Cụ thể, bác sĩ cư trú tại thị trấn Trần Văn Thời là người chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân NTK, ngụ ấp công nghiệp B xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tại khoa liên chuyên khoa từ ngày 28 tháng 10 Đến ngày 2 tháng 11, sau đó bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Cà Mau để điều trị. Tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm test nhanh và làm PCR dương tính với COVID-19 vào ngày 3 tháng 10. Qua quá trình truy vết xác định yếu tố nguy cơ lây nhiễm bệnh COVID-19, bệnh viện xác định bác sĩ này thuộc nhóm nguy cơ cao nên đã quyết định cách ly bác sĩ cùng 7 nhân viên y tế khác cùng đơn vị từ ngày 3 đến 16 tháng 11 tại khu cách ly của bệnh viện dành cho nhân viên y tế. Nhưng đến khoảng 10 giờ ngày 8 tháng 11, bác sĩ tự ý bỏ nơi cách ly tập trung về nhà, không báo cho bộ phận nào biết. Sau đó, vụ việc được báo đến Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Trần Văn Thời và thị trấn Trần Văn Thời, công an trạm y tế thị trấn. Hiện bác sĩ đang được cách ly tại nhà ở khóm chính, thị trấn Trần Văn Thời. Bác sĩ tạo thông tin thêm vụ việc bác sĩ không chấp hành quy định trốn khỏi khu cách ly phòng dịch Covid-19 về nhà sẽ được tiến hành kiểm điểm xử lý vi phạm, ngay sau khi bác sĩ hoàn thành thời gian cách ly